Kênh YouTube Bonsai Lệ Nguyên thân ái mến chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn gần xa. Hôm nay lại quay trở lại với clip buổi tối nha. Anh Lợi giao lưu luôn cho bà con những gì anh Lợi ơi. Xin mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh Bonsai Lệ Nguyên. Hôm nay em giới thiệu cho bà con mình một số món đồ gỗ xưa cũ da và đá phong thủy để giao lưu cho bà con của mình qua số điện thoại kem 0772 8772 78 nha. Và đầu tiên vô xin giới thiệu cho bà con của mình, đây là mã số 1E nha. Đây là một cái bộ bàn. Đó, bộ bàn ghế này gồm thì có 7 món nha bà con. Bà con mình xem giùm em 2 đơn, 1 bàn và 4 ghế. Bộ này được chạm rất là tinh vi nha, rất là đẹp nha bà con. Nó chạm đồng tay, bà con mình xem giùm em. Bộ này là bộ Long Phượng nha. Bàn thì bà con của mình xem từng chân cho tới mặt bàn luôn, chất liệu là gỗ đỏ nha. Đó, chạm được đường nét đây, chim phượng đây, mặt là nguyên cái chim phượng hai cánh hai bên đây nha. Bà con mình xem giùm em rất là đẹp. Chiều cao của bàn này em đo là khoảng 70 đi nha. Đó. Còn cái chiều ngang, cái chiều rộng của bàn là tầm em cho chỗ lớn nhất đi, tầm khoảng là 68 là chỗ lớn nhất phủ bì đó nha. Còn cái chiều dài này nó tới là 1m3, nó làm cho phủ bì cho bà con của mình luôn. Gỗ mặt giữa nó liền khói đó nha bà con, quăng gỗ là bà con mình xem giùm em nha, cái quăng gỗ tự nhiên bà con mình xem nha, nó rất là đẹp. Bàn thì rất là lớn nha, bàn nói chung cũng rất là rộng. Bộ này nói chung là hàng thủ công tay và chạm tay đục tay cho bà con của mình. Đó, gỗ là gỗ liền cho bà con của mình luôn, gỗ đỏ nha bà con. Đó, đô bà con mình xem đây, hai cái đô rất là nặng đây. Đó, một cặp đô cũng rất là lớn và cao to nha bà con, mình xem giùm em nha. Này được chạm đục rất là đẹp hết những cái mặt đây nha. Đó, chiều cao này em đo là nó tới là cũng 70, chiều dài của đô là nó 46 nha, còn cái chiều ngang là nó khoảng 38. Chân thì bà con mình xem được chạm được là đập trái châu, chân ba móng đập trái châu hết nha. Đó, mặt gỗ đây mình xem giùm em nha. Đó. Đây, xung quanh là được người ta chạm bi rất đẹp nha bà con. Đó, cái mặt của con mình xem đây, nguyên mặt con chim phượng hoàng, hai cánh hai bên đó nha. Bộ này nói chung thì xem rất là đẹp. Gỗ bên trong đi mà. Tinh vi nha, bộ này thì không chê vào đâu rồi. À, mặt bên trong này cũng rất là dày nha bà con. Cái dìm này rất là dày nha. Dìm này từ 2 phân trở lên chứ không dưới nha. Đó, bà con mình xem giùm em cái bộ này. Rất là nặng và cứng cáp luôn. Và ghế thì 4 cái ghế, bà con mình xem người ta chạm được tích là Long Phượng. Đó. Bà con mình xem nha. Rất là đẹp luôn, hai bên hai cái trên cái bờ bệ là hai cái đầu rồng. Hai đầu rồng nha, ngậm trái châu. Đó, chính giữa là một con chim phượng hoàng và hai bên cũng vậy. Đó, người ta chạm khắc là nguyên một cái đuôi nó uốn lượn theo. Đó, cái chỗ mà mình để tay rất là đẹp nha. Đây là nguyên một con rồng. Đó, bà con mình nhìn kỹ sẽ thấy nguyên con rồng nha. Đó. Chiều cao của ghế em đo là 1m13. Đó, còn cái chiều ngang thế này nha, chiều ngang thế này nó tới là khoảng 65 luôn nha. Đó, bà con mình xem giùm em, nguyên một con phượng đây, uốn lượn quanh theo. Đó. Rất là cứng cáp nha. Còn cái chiều ngang là em đo phủ bì luôn, cái của ghế là khoảng 58 nha. Đây, còn cái chiều ga này rất là rộng nha bà con, là 50 phủ bì á. Đó, từ mặt đất lên nó khoảng chừng 45. Đây, hàng thì bà con mình cứ kiểm tra hàng em bao bà con của mình luôn, rất là đẹp. Đó, chạm là luôn mặt sau luôn nha, mặt sau chạm bà con mình xem nha. Đó, mặt sau chạm cũng như mặt trước vậy á. Đó, bà con mình xem giùm em, cái mặt phía sau lưng đó nha. Đó, còn bên dưới thì dìm bà con mình xem đây, chạm đục luôn tới bên dưới, từng chia tê ly từng tí hết nha. Rất là nặng, 4 cái ghế nha bà con. Đó, bộ này là bộ Long Phượng nha, gồm có 7 món. Con mình xem, nếu bà con mình không rõ không kỹ thì các bạn Zalo nha, đây hỗ trợ cho bà con của mình thêm, chụp hình cho bà con mình hoặc quay đầy đủ cho bà con mình xem thêm nha. Thì cái bộ này thì em giao lưu bà con mình giá là 57 triệu nha, bao ship cho bà con của mình là 200 km. Còn bà con mình ở xa hơn thì hỗ trợ tiếp bên em phí ship nha, em sẽ ship cho bà con đi toàn quốc luôn. Đó, tiếp phí ship bên em thôi, vì hàng này nếu mà đi toàn quốc thì em sẽ đóng thùng cho bà con của mình đầy đủ hết luôn nha. Và đến với mã số 2E, đây em có một cái cặp đôn hai tầng. Nó hai tầng được chạm đục tích kim hoa, với chiều cao em đo là khoảng 80, đường kính mặt đôn như thế này là nó 54 nha. Mặt đá nha bà con, rất là đẹp, rất là dày. Đó, cái này cũng rất là nặng luôn, mà con mình xem giùm em, cứng cáp lắm nha. Về bà con mình kê đồ, chân đồ lên. Đó, chim hoa chạm rất là đẹp nha. Những cái đôi này thì về làm có vài cặp thôi, thì về bao nhiêu thì em cũng đã giao lưu hết rồi nha. Đó, hàng này thì cũng vừa sưu tầm về được mấy cặp thì cũng giao lưu hết rồi. Mình xem. Đôi này giá là 11 triệu nha bà con. Em bao ship bà con mình luôn nha. 11 triệu đồng.
Mã hàng này thì bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Và mã tiếp theo số 3E nha. Đây em có là đây là một cái cặp đôn bát giác nha bà con. Nó bốn chân. Đặc biệt là người ta chạm hết trên bốn cái chân luôn, từ trên tới dưới luôn nha. Chiều cao em đo là khoảng 80. Đường kính mặt này là nó 47 nha. Đó, bên trong là mặt cái mặt đá rất là dày dặn và cứng cáp luôn. Đó, những mặt hàng này dày nè, bà con mình rất ưa chuộng. Vì mình có thể kê đồ, nhất là nhiều đồ đạc trưng bày được luôn nha. Để đồ được hai tầng luôn. Mặt bên dưới là mặt đồng tiền đó bà con mình xem. Gỗ là gỗ gõ nha bà con, xem giùm em nha. Gỗ gõ nha. Đó, chạm rất là đẹp nha. Đôn này rất là nặng, con mình xem giùm em. Đó, ship đi cũng rất là cồng kềnh, phí ship cũng rất là cao nha. Cặp này thì giá cũng 11 triệu đồng thôi nha bà con, bao ship toàn quốc luôn nha, 11 triệu. Đó, bà con mình ở gần thì em cũng có thể giảm chút đỉnh cho bà con mình, chi phí là chút đỉnh nha. Để nghe thấy cái bà con mình ở xa thì bà con mình cũng thông cảm mình rồi em. Đó. Và đến cái mã số 4E. Đây cặp này thì đôn tròn giống như một cái bông hoa mai, người ta chạm bà con mình xem rất là đẹp. Đôi này rất là to bự nha. Chiều cao này em đo là 80. Đường kính rộng nhất là 54 nha. Mặt đá tàu bà con mình xem giùm em. Những cái này bà con mình có thể là kê những cái loại lục bình rất là lớn. Đó, bà con mình xem nha, hoặc là những cái món vật dụng mình rất là lớn là được, tại cái đường kính nó rất là to. Mặt bên dưới là mặt đồng tiền luôn á, nó chạm tới bên dưới là cái mặt bọm luôn nha. Đây. Cái đố này nó tới là 4 phân vuông, rất là dày, 4 phân vuông nha. Nó chạm mặt bọm bà con mình xem rất là đẹp. Cặp này thì em cũng bao ship toàn quốc bà con mình luôn. Giá 12 triệu đồng nha. Hàng thì bao bà con mình là làm tích và liền bạc, chất liệu là gỗ gõ đỏ nha. Đó, bà con mình xem giùm em. Và đến với mã tiếp theo 6 5E. Đây là một cặp đôn vuông nha. Đôn này là đôn lý ngư. Đó, đôn lý ngư thì gọi là đôn cá, bà con mình xem. Nó hai con cá nha. Mặt vuông như thế này em đo là nó 47 vuông nha bà con. Đó, 47 vuông mặt đá. Cái này nó bị chạy hơi là theo thời gian người ta chưng cây đồ thôi. Đó, mình dở lên mới xuống nó chạy cái đá chút xíu thôi nha, chứ không hề vấn đề gì. Hàng thì chuẩn làm tích liền lạc của con của mình luôn nha. Đây bà con mình xem. Đó. Đố rất là dày, rất là cứng nha bà con. Đó, hắn hàng này thì bà con mình có giao lưu bên em thì bà con mình cũng biết rồi, rất là nặng. Nó rất là dày dặn và cứng cáp. Cặp này giá cũng là 11 triệu thôi nha bà con, 11 triệu bao ship toàn quốc bà con của mình. Và mã kế tiếp số 6E, đây là một cái đôn bát giác nha. Đó, cái đôn này mình có thể dùng làm cái bàn cũng vẫn được luôn, vì nó rất là to. Đó, mình làm một cái bàn hai ghế cũng được nha. Bà con mình xem. Chiều cao này em đo nó tới là 74 nha. Đường kính mặt này là nó tới 50, là đường kính 50 luôn nha. Bốn cái chân dán là dán kèo, bà con mình xem rất là đẹp. Đây. Bốn chân dán kèo nha. Đó. Rất dày dày nặng và cứng cáp. Lành tích liền lạc hết nha bà con. Về con kiểm tra giùm em nha, không hề lỗi lầm nha. Cái này thì giá là 9.500.000 một cái này nha, 9.500.000 đồng. Bên em đã bao gồm với ship bà con của mình toàn quốc rồi nha. Và mã số 7E là một cặp đôn, này là đôn nhỏ bà con mình kê đồ. Nó những cái đôi lọ lục bình hoặc là mình kê những vật dụng của mình nha. Khi mình kê lên thì nó mang cái tính chất thẩm mỹ đẹp hơn thôi. Và gỗ này là gỗ hương nha bà con, có sao thông báo bà con mình vậy nha. Cặp đôn này gỗ hương rất là dày. Đó, đường kính 22, phủ bì thì khoảng 20 thôi. Chiều cao của nó là tầm 9 phân thôi nha. Đây, cái này dày của nó, độ dày này của nó là 2 phân rưỡi, 3 phân rồi. Đó, rất là dày dặn. Một cặp như thế này em giao lưu cho bà con mình giá 900.000 thôi nha. Đó, một cặp này 900.000 em bao ship bà con mình luôn. Và mã tiếp theo 8E. Đây em có một cái này là một cái viên đá serpentine. Nó đặc biệt này người ta gọi là cái đồng điếu. Đồng điếu thường đó là mang tính chất phong thủy. Mình đặt ở trong nhà thì hoặc cơ quan hoặc là những cái công ty hoặc là những cái tiệm quán đó nha. Nó mang tính chất phong thủy là nó mang tiền tài lộc đến cho cái gia chủ của mình. Hoặc là cái đồng điếu nha. Thì đặc biệt này là một cái viên đá serpentine liền khối người ta tạo ra thành nha bà con, đá serpentine thiên nhiên đó nha. Đường kính này em đo là khoảng 42, chiều cao đế luôn là 57 nha. Đó, đế là đế gỗ thôi, gỗ lũa thường người ta làm cho nó đẹp thôi nha. Đó, người ta kê lên, nó mặt trước mặt sau đều rất đẹp, rất là nặng nha. Một viên như thế này em giao lưu bà con mình giá 2 triệu tư nha, 2.400.000. Đó, hàng thì làm tích liền lạc nha bà con, đồng điếu nha. Đây, và em có hai cái mẫu thôi, hai dáng kiểu. Đó, đây là mã số 9, cái đồng điếu này thì nó to hơn xíu. Cái màu bà con mình xem đây rất là đẹp nha. Nó giống như là màu cà phê sữa nha. Cái này đường kính nó 43, là chiều cao này đế luôn là khoảng 57. Nó rất là nặng, bà con mình xem đây. Đó, mặt trước mặt sau đều rất đẹp. Đây đồng điếu nha, phong thủy. Cái này thì giá là 2.500.000 nha bà con. Em bao ship bà con mình luôn nha. Vì cái này nó lớn hơn một tí xíu nha, 2.500.000 đồng.
và mã số 10. Đây em có một cái tác phẩm là chim đại bàng, đứng trên là một cái đỉnh dạng Lý Trường Thành, thì chất liệu là bằng đồng cũ cho bà con mình hữu duyên. Đó, chim đại bàng là một cái loại, đây là một cái loại vua bầu trời nha bà con. Nó rất là mạnh mẽ nha. Chiều cao em đo là 49 nha. Với cái chiều ngang thế này là khoảng cũng 49 luôn đi. Hoành đế thế này em đo nha, tổng cái hoành đế là tầm là 80. Nó nặng thì nó tầm là 10 kg nhưng mà chừng hao bà con mình chỉ là 9 kg rưỡi thôi. Rất là nặng nha bà con. Đây, con mình xem giùm em. Nó đồng vàng á, đồng cũ á, bà con mình về vệ sinh lên giùm em. Nó đứng trên cái dạng Lý Trường Thành nha. Đây một đế đây nha. Giao lưu bà con mình với giá là 5.500.000, em bao ship bà con mình luôn. Nó rất là nặng, gần 10 kg mà ship đi, phí ship cũng rất là cao nha. Và mã tiếp theo là số 11. Em có một cái đỉnh này là cái này là cái mà mình dùng làm sông trầm cũng vẫn được luôn. Cái này cổ nha bà con. Cái này nói chung rất là xưa rồi, năm này từ 70-80 năm trở lên nha. Đó bà con mình xem sưu tập chỉ có một bộ như thế này rồi thôi nha. Chiều cao này em đo là 25. Cái hoành này là khoảng 34 nha. Hàng này là bao cổ bà con của mình rồi nha. Nó chất liệu đồng và bà con mình cứ vệ sinh đánh bóng lên giùm em. Nặng là 2.2 kg thôi. Giá là giao lưu bà con mình chỉ 1.200.000 thôi nha. Em bao ship toàn quốc bà con của mình. Bao là hàng xưa cho bà con mình luôn. Và mã kế tiếp cái này thì nó nhỏ hơn xíu nhưng mà nó có là một cái đôi đèn quy hạt nhỏ. Đó, hàng mini bà con mình về mình có thể đặt những cái nơi là vị trí hợp lý nha. Đó, bà con mình xem giùm em. Đó, ví dụ như bàn chỗ ông địa cũng vẫn được ha. Chiều cao này em đo là khoảng 17 thôi nha, còn chân đèn cũng tầm 17 thôi. Hoặc mình có thể đốt chậm hương vẫn được luôn. Đó, bà con mình xem giùm em. Nó thuộc như giống như là một cái đỉnh lư xưa đó nha bà con. Nhưng mà nó nhỏ mini thế này thôi. Rồi bây giờ thì không, người ta không có ra những hạt vàng này, chỉ có ngày xưa mới còn. Bộ này thì giá 900.000 thôi, em bao ship cho bà con của mình luôn. Nó có giá rất là hữu nghị nha, 900.000 đồng. Rồi, mã số 13 là một cái bộ tranh 4 tấm. Bộ tranh 4 tấm này tích này là Thập Bát La Hán nha bà con. Đó, bà con mình xem giùm em Thập Bát La Hán nha. Đó, hình như là nó đã lộn với một bộ dưới Bát Tiên rồi. Bà con mình xem giùm em. Khi mà ship đi thì em cũng sẽ để kèm cho bà con của mình luôn thôi. Cắt bộ này vô đi. Thôi vậy mình kết thúc đi. Bà con của mình nếu mà có nhớ ý thì cứ liên hệ để em chụp hình, em sắp bộ tranh này lại cho bà con mình xem thêm. Và em có một cái chuông gió nha, chuông gió chất liệu nó làm bằng thủ công bằng tre. Bà con mình xem những người người ta làm thủ công bằng tre, mặt chất liệu của nó là bà con mình xem kiểu như là một cái thuận bờm xuôi gió vậy. Về bà con mình treo những hướng gió hoặc vị trí của mình đó nha. Đó, khi mà nó rung tiếng gió nó lên giống như là một cái âm nhạc nha bà con. Đây. Đó. Cái này về bà con mình treo trang trí trong nhà hoặc những cái cơ quán của mình rất là đẹp nha. Cái này thì em đo hạo bà con của mình thôi, là cái chiều cao lên của nó là khoảng chừng là đây tầm là 180 đi, 80 thôi nha. Cái này em giao lưu bà con của mình với giá là 400.000 em bao ship bà con mình luôn nha, 400.000 đồng, hàng làm thủ công. Cuối clip hôm nay Bonsai Lan Nguyên cũng xin mến chào bà con, chân thành cảm ơn bà con mình đã xem kênh và ủng hộ kênh nha. Và xin kính chào và hẹn lại những clip kế tiếp ạ. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại với bà con vào clip buổi trưa ngày mai nha bà con. Rất mong được ủng hộ quý bà con trong clip này cũng như những clip sắp tới nha.